Hello anh em, trước khi vào clip mới thì mình sẽ chốt cái giveaway của ngày 31 tháng 7 nha anh em. Thì anh em có muốn chơi ấy, thì anh em comment tên nhân vật nè, server nè, với lại like clip đăng ký kênh giúp mình nhé. Thì mình sẽ chọn ra hai bạn bất kỳ, mỗi bạn trúng 25k ở trên shop mình nhé anh em. Ok. Bạn đầu tiên là Bboy Gaming nè. Bạn thứ hai là Idol OG nè, hai bạn này inbox Facebook cho mình nhận nhá. Hello anh em, lại là mình Hân đây. Thì hôm nay mình có một cái ý tưởng anh em à, mình sẽ cùng với PT của mình á đi doanh trại chỉ dùng bom thôi nha anh em. Ok, ở đây mình có là 8 xe da hay sao anh em, mỗi ông đều HP 2 triệu, 2 triệu rồi lên thôi. Thì bây giờ bọn mình sẽ vào doanh trại nhá. Chỉ dùng bom thôi nha anh em. Chỉ dùng bom thôi. Ok, tụi mình đã vào rồi. Để chạy ra giữa map bom anh em. Cũng lâu lắm rồi chưa có gọi là đi doanh trại mà đông như này á nè. Bùm, bùm. Thế, ba ông không một lúc luôn anh em. Mà map này quái cùi không à. Để qua map tiếp. Ok, mình thấy ông kia lên là chắc map này ông này bom à. Bùm, chết sạch luôn anh em. Để xem ạ. Ôi, còn dư một con kìa. Thôi mình con này mình sẽ đấm chay nha anh em, cho nó đỡ tốn một cái bom nha anh em, đỡ tốn thời gian. Ok, đi qua Trung Quỷ để xem là bom có chết nổi Trung Quỷ không anh em. Để mình đợi mấy anh em qua đó. Đây rất là đông đủ luôn. Khỉ lên phát. Khỉ lên gió ngầu anh em, khỉ lên là bom. Để xem có chết Trung Quỷ không nha. À, bùm. 1, 2, 3 cái bom anh em. Ồ, Trung Quỷ còn cái nịt. Trung Quỷ rớt 5 sao rồi anh em. Ok, tiếp tục thôi. Rồi map này mình bom luôn cho nó qua map nhanh anh em. Mấy anh em kia đi hồi skill rồi anh em. Đi hồi skill bên võ thuật thứ 23 gì à? À, tiếp tục là một cái bom được tung ra. Quái chết sạch anh em. Qua tiếp theo ha. Map này thì có con Trung Úy xanh lơ anh em à. Để anh em qua đầy đủ quầy bom một lần luôn. Ok, quá là đầy đủ luôn. Một bom được tung ra. Rồi dính choáng hết rồi anh em. Để xem nó có chết không. Ừ. Như lúc nãy là hai bom hay sao anh em. Rồi ba con này kêu ông nào qua bom luôn. Bùm. Đông phết anh em. Ông nào bùm đi. Rồi một ông bùm mày. Tiếp theo là Trung Úy thép nha anh em. Nó này có con Trung Úy thép. Con này thì mình chỉ trưởng được thôi. Để xem cả đại dàn bom xem nó có sống rồi không. Một hai bom kìa. Rồi vẫn chưa chết anh em, cho vào đấy. Con này đấm nó không có tác dụng đâu nha anh em, thì anh em chỉ trưởng thôi. Bùm, 6 sao anh em à, rớt cái nịt rồi. Ok, tiếp tục đi ha. Cái đây mình lên tới ninja áo tím này nè anh em. Con này thì có skill là phân thân ra làm nhiều quá nè, nổ mới sướng. Để đợi mấy ông kia lên nội dung anh em, cho nó lực. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rồi. Một bom được tung ra. Rồi nó phân thân rồi kìa anh em. Nó phân thân là nó đang yếu máu rồi á. Ok, để mình chết á. Bùm. Một bom. Bùm. Chưa chết hết nữa anh em. Châu phết. Hai ông kia bom đi. Một bom. Bùm. Vậy là ba bom là con này chết rồi anh em. Con kia là bản sao của nó kìa. Ok, bây giờ mình sẽ lên robot sát thủ nhá. Gặp bốn thằng robot sát thủ cho bò anh em à. Ok, lên tới tầng 4 gặp bốn anh cao to đen hôi mọi người ạ. Để xem bom có chết nổi không. Con này á thì kiểu mọi người chết xong mọi người về nhà lên lại rồi nó sẽ hồi đầy máu lại nha. Ba bom vừa tung ra, bom của mình xịt rồi anh em, chưa kịp bom nữa là chết rồi. Này khó rồi,
Con này khó nha anh em, con này mà phải tất cả mọi người lên cùng lúc á, bom mới chết được. Thôi ông kêu còn chết gì á, Tú đây chết nữa chứ. Vẫn không chết, tại vì có người lên là nó sẽ hồi đầy máu nha anh em. Nó đang 1.3 triệu nè, nó đang 1.3 triệu máu nè. Để xem có người lên là nó hồi đầy máu à. Ôi về nhà hết rồi anh em, không ai lên bom thế này. Còn con cuối mà bom mãi không chết anh em à. Để mình ra tay luôn, hai bom ba bom rồi tung ra. Cái này nó xác định nè. Ok đã chết nha anh em. Kiểu một người lên sau là nó sẽ hồi máu đầy luôn anh em. Thì anh em xem clip của mình, nếu thấy clip hay thì bỏ lại cho mình một đăng ký kênh với một like video nha anh em. Thì anh em có ý tưởng gì thì comment ở phía dưới để mình làm cho anh em nha. Kiểu như săn boss rồi cày hành trình này nọ. Cảm ơn anh em đã xem video của mình nhé. Chúc em một ngày mới vui vẻ.